ai ghi được bàn thắng sẽ là bàn thắng vàng. Leon. Trận đấu đang diễn ra ở phút thứ 73 và tỷ số vẫn đang là 1-0 cho Juventus. Những tình huống tấn công của Juve vẫn tỏ ra khá mạch lạc. Trong thi đấu tấn công ít nhưng hiệu quả. Diarra. Bằng chứng cụ thể là một bàn thắng. Van Kaka. Joker. Van Kaka bên kia là Huy Lâm. Không được. Chúng ta có cảm giác lực lượng tấn công của Real hơi mỏng. Chúng ta có cảm giác khác, đó là huấn luyện viên Gia Cát Lượng đang thi đấu có phần bết bát. Bết bát. Bay cao. Cần phải có những sự điều chỉnh. Nếu như trận đấu này mà Gia Cát Lượng thua thì rõ ràng là anh đã thăng một chức mới, đó là tổng giám đốc ngân hàng Agribank. Sáng nay thì anh đã làm giám đốc kỹ thuật. Anh Lượng đầu tư rất nhiều tiền của vào lĩnh vực PS, lĩnh vực ngân hàng. Tung tiền vào ngân hàng cũng kéo. Theo như thị trường chứng khoán này, giá cổ phiếu của ngân hàng anh Lượng đang rất cao. Đang bay cao nào, nhảy cao nào. Thậm chí là giá cổ phiếu còn cao hơn giá cổ phiếu của ngân hàng HSBC. Tờ của anh vòng đi thôi rồi. Còn 10 phút cho mỗi nỗ lực của các cầu thủ Real Madrid. Liên tục có những sự thay đổi người. Đảo cánh, đảo trí. Đảo chân, đảo mắt. Kaka. Pha lừa đảo. Phan Văn Kaka. Thời điểm này là thời điểm rất là chỉ cần một sai lầm thôi là sẽ quyết định trận đấu. Sissoko. Đang có tin đồn là Sissoko sẽ chuyển sang thi đấu cho Hòa Phát Hà Nội với mức giá rất là bèo bọt. Vào mùa hè năm ngoái thì Bầu Hiển đã từng nói rằng là sẽ mua về Deco và Van Nistelrooy. Năm nay thì Bầu Tiên sẽ mua về Sissoko. Tất cả chỉ là những tin đồn. Và đánh đầu của Ia Quinta. Đầu tư vào 1 phút cho những nỗ lực của huấn luyện viên Gia Cát Lượng. 1 phút nữa thôi là chúng ta sẽ có thể biết được ai sẽ là chủ của ngân hàng. Có lẽ ngày hôm nay anh Lượng sẽ được thăng chức. Rõ ràng. Ông ấy tuyên bố rất là mạnh mẽ. Rõ ràng cao vào chia đi đi. Không được rồi. Rõ ràng vào chia đi. Như vậy là chúng ta chúc mừng giám đốc ngân hàng Agribank và Cát Lượng. Anh Lượng làm rồi. Này hôm nay kinh quá nhỉ. Thôi này, hai ghi được vỏ của anh nhé, mãi anh này nhá. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy trận. Sau khi giành chức vô địch thì em cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Vì lần đầu tiên thì nó bước lên đỉnh vinh quang. Bắt tay. Bắt tay. Anh em đừng nguy hiểm chứ. Bên cạnh nhà vô địch đó là chủ ngân hàng Agribank Gia Cát Lượng. Có vẻ như là sau khi đánh xong thì đến cả điện thoại cũng vứt đi. Không cần. Hả? Bốn mươi nghìn của em cũng riêng đó. Đấy. Bao nhiêu ạ? Thế em 10.000 đấy. 90 đi. Em 10.000. 10% mà 10.000 đấy. Cho con trăm đấy. Giờ em chỉ có 8.700 đồng. Em cứ cho 10.000. 1.300 đối với em bình thường. Ô, bao nhiêu? Đấy, em 10.000 đấy. Các anh thích làm nào làm. Có 2.000 đấy. 2.000. Toàn 10.000, 80.000. Còn 77.000. Trả 30.000.
Về đá bóng ơi. Ồ, về đá bóng ơi. Đây là người về